Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp EQ cho đàn guitar thủng gỗ. Và trước tiên thì ta có cái đàn EQ, còn dụng cụ thì gồm có cây bút, cái tờ giấy và tô vít, cái khoan. Cái tờ giấy thì ta để in cái kích thước của cái EQ. Sau đó thì ta lấy cái bút ta vạch như tôi đang làm. Sau đó thì ta áp cái giấy, cắt cái giấy theo cái hình vẽ đi. Ta áp cái giấy lên cái đàn của mình. Và ta sẽ ướm cái EQ nó theo đúng cái đường cong của cái sườn đàn. Sau khi ta ướm, ta vẽ và ta lấy được cái vị trí thích hợp để lắp EQ thì ta bắt đầu ta khoan. Khi khoan xong thì ta làm thành một cái nơi để lắp EQ vào. Nếu mà nó còn chưa nhẵn thì ta lấy cái con dao dọc giấy, ta sẽ xén nó đi cho nó nhẵn, nó vừa. Và ta xoáy ốc. Như vậy là đã lắp xong cái phần cái EQ phần chính. Tiếp tục đến là ta lắp cái đường ra. Đường tức là đường để cắm cái đường để cắm cái rắc dây dẫn tín hiệu của đàn để vào âm ly. Ta khoan đang ở phía sau, phía dưới của cái bầu đàn. Như vậy là ta đã lắp xong cái EQ cho cái đàn guitar gỗ thủng gỗ. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của tôi.